Lời đầu tiên thì cho phép em được gửi lời trân trọng cảm ơn đến anh Luân. Anh thì anh sống ở Hà Đông, nhưng mà anh lại đang làm việc ở chi cục thuế ở Giảng Võ, Chợ Dừa, Hà Nội. Thì anh đã tin tưởng và ủng hộ bên em các sản phẩm vang số của ABK 9925 La Mã, một trong những cái siêu phẩm, một trong những cái sản phẩm chất lượng rất là cao. Và đây là sản phẩm chính hãng của Tân Cường phân phối. Nào, chính hãng nhá. Thì ngày hôm nay thì em sẽ gửi đi cái sản phẩm này cho anh, và sản phẩm này thì em xin phép là thật sự là nó là quá là chất lượng rồi. Chúng ta không có gì phải bàn bạc với nó và không có gì phải test cả. Trong khi đó thì em đã có cái video giới thiệu cái sản phẩm này rồi. Ngày hôm nay thì cái video clip này mang cái tính chất là trân trọng cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ bên em trong những cái sản phẩm như thế này. Và dù anh cũng đã tìm hiểu rất là nhiều rồi. Sản phẩm thì gồm có các phụ kiện, thì cái tờ giấy đây là cái quyển hướng dẫn sản phẩm. Và sản phẩm thì em xem nào, nó sẽ có sẵn cái dây nguồn này, dây nguồn này, anten cho wifi này, anten cho bluetooth này, cái điều khiển remote này. Ok, và em đã tặng kèm anh một cái bộ dây Canon ra âm ly cùng với một chiếc dây quang. Thì ngay bây giờ em sẽ gửi sản phẩm này đi cho anh. Xin phép anh em là em chỉ quay và gửi một cái lời cảm ơn chân thành đến anh Luân cùng toàn thể anh em đã tin tưởng và ủng hộ bên em. Sản phẩm này thì chúng ta không có gì phải lăn tăn về nó nữa rồi. Và sản phẩm nó là sản phẩm chính hãng nha. Chất lượng của nó đã được khẳng định trên thị trường rồi. Thì trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này.